For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang những thông tin thời sự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường chuỗi cà phê lớn nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là quốc gia uống trà, nhưng Trung Quốc đã vượt Mỹ thành thị trường quán cà phê có thương hiệu, tức theo chuỗi, lớn nhất thế giới. Thông tin mới được công bố bởi cổng thông tin thị trường cà phê World Coffee Portal. Công ty nghiên cứu này cho biết số lượng cửa hàng cà phê có thương hiệu Branded Coffee Shop ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng 58% trong 12 tháng qua, đạt 49.691, trong khi đó Mỹ hiện có 40.062 cửa hàng. Cửa hàng cà phê có thương hiệu là khái niệm chỉ các cửa hàng mang thương hiệu nổi tiếng thuộc sở hữu của các công ty. Đặc điểm chung của chúng là kinh doanh theo chuỗi, có thiết kế nội thất, menu chuẩn, đồng nhất và thường xuyên cung cấp sản phẩm đặc trưng riêng thương hiệu. Tăng trưởng ở Trung Quốc năm qua được sự dẫn dắt bởi sự mở rộng nhanh chóng của mô hình cửa hàng nhỏ và tập trung vào giao hàng của Luckin Coffee và Cotti Coffee, lần lượt có thêm hơn 5.000 và hơn 6.000 cửa hàng mới năm qua. Luckin mới thành lập cách đây 6 năm, có hơn 13.000 cửa hàng và là chuỗi cà phê lớn nhất hiện nay. Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc năm 1999, đang là chuỗi lớn thứ hai. Chuỗi đến từ Mỹ đã mở thêm hơn 700 cửa hàng năm nay, nâng tổng số lên hơn 6.000. Cotti Coffee được thành lập bởi hai cựu giám đốc điều hành của Luckin vào tháng 8 năm 2022, bám sát theo sau với 6.061 cửa hàng. Hơn 90% trong số 4.000 người tiêu dùng tại quán cà phê Trung Quốc được khảo sát cho biết có uống cà phê nóng hàng tuần, trong khi 64% uống cà phê đá ít nhất một lần một tuần. Có 89% khách hàng đến quán hoặc đặt mua ít nhất một lần mỗi tuần và 20% thực hiện hàng ngày. World Coffee Portal dự báo tăng trưởng cửa hàng cà phê theo chuỗi ở Trung Quốc sẽ bùng nổ ở mức 24% vào năm sau và chậm lại dần còn 6% vào năm 2028. Đầu năm nay, Starbucks đã rót hơn 200 triệu đô la Mỹ vào một cơ sở mới ở phía đông Trung Quốc. Vào thời điểm khai trương hồi tháng 9, gã khổng lồ đồ uống này cho biết đây là khoản đầu tư lớn nhất họ từng thực hiện trong một trung tâm sản xuất và phân phối cà phê bên ngoài nước Mỹ. Trung Quốc từ lâu đã là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Starbucks, đóng vai trò là thị trường lớn thứ hai trên toàn thế giới và thị trường nước ngoài hàng đầu. Tuy nhiên, CEO Lakman Narasimhan cho biết công ty vẫn còn trong những ngày đầu hoạt động ở Trung Quốc, ngụ ý rằng mức tiêu thụ cà phê ở quốc gia có truyền thống uống trà này vẫn tương đối thấp. Vì vậy, Starbucks đặt mục tiêu có 9.000 cửa hàng tại đây vào năm 2025. Thương hiệu chuỗi cà phê từ Việt Nam cũng bắt đầu thâm nhập thị trường này. Theo đó, Trung Nguyên Legend đã mở được hai cửa hàng tại Thượng Hải, lần lượt vào tháng 9 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho hay đang xúc tiến triển khai kế hoạch phát triển 1.000 cửa hàng theo mô hình thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại khắp các tỉnh thành Trung Quốc thông qua hình thức hợp tác đầu tư. Nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Allegra sở hữu World Coffee Portal, Zero Young, đánh giá thị trường quán cà phê Đông Á đang tăng trưởng nhanh chóng nhờ việc mở rộng cửa hàng phi thường ở Trung Quốc, quốc gia đã nhanh chóng trở thành cường quốc ngành cà phê toàn cầu. Thật đáng khích lệ khi thấy các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản lâu đời tiếp tục hoạt động mạnh mẽ cùng với sự phát triển của văn hóa cà phê tại các thị trường đang phát triển nhanh như Việt Nam, Malaysia và Indonesia, Zero Young nói. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.